Anong là một người mẹ trung niên đơn thân. Sau khi ân đoạn nghĩa tuyệt với chồng xong, cô ta luôn sống một mình cùng với con. Tuy nhiên đứa con trai vì tình cảm của ba mẹ mình không được hòa hợp nên luôn nhốt mình ở trong phòng suốt 5 năm không chịu ra ngoài. Thế nên Anong chỉ có thể ở ngoài cửa để nói chuyện với nó. Nhưng khi cửa phòng được mở ra thì đứa con trai của bà ta đã sớm không còn là người nữa. Chào mọi người, tôi là ông Phát Review. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim kinh dị Thái Lan có tên là Cry Nai Hong. Nữ chính Anong sau khi ly hôn với chồng xong thì một mình tự lực cánh sinh. Cô ta bán đĩa CD lậu bên đường để kiếm sống. Mặc dù bên ngoài cô ta tỏ ra rất vui vẻ, nhưng thật sự, đứa con trai đã 5 năm không muốn nhìn thấy cô ta. Nó còn không thèm nói chuyện với cô ta, nên Anong vô cùng đau khổ. Mỗi lần có thời gian rảnh, cô ta đều đi đến tổ chức vui vẻ. Tổ chức này chuyên môn dạy cho con người có thêm sức mạnh tâm linh. Nói rằng loại sức mạnh này sẽ mãi mãi bất tử. Thông qua thôi miên thậm chí có thể biến giấy thành dao bén, nhẹ nhàng có thể cắt được cây gỗ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, trên đường về nhà, đứa con gái Mali của nhà hàng xóm đối diện sắp xảy ra tai nạn xe, may mà được Anong cứu. Sau đó từ lời của mẹ Mali, Anong được biết Mali mắc phải một chứng bệnh dị ứng nghiêm trọng. Đã đi rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn không trị hết. Anong nhiệt tình nên đã giới thiệu tổ chức vui vẻ cho mẹ của Mali. Cô ta nói biết đâu có thể giúp được phần nào. Nhưng mẹ của Mali hoàn toàn không tin nên về đến nhà liền ném tờ rơi sang một bên. Sau đó thì ra ngoài để vui chơi. Bên này Anong quay về nhà để chuẩn bị bữa tối cho con trai. Mặc dù con trai không hề có chút phản ứng nào, nhưng cô ta vẫn miệng nở nụ cười rồi ra ngoài. Không ngờ cảnh này lại bị Mali ở đối diện nhìn thấy được. Mali mời Anong vào nhà mình chơi. Cô ta nói mình rất có hứng thú với tổ chức vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Anong hỏi Mali có tin vào sức mạnh tâm linh hay không. Mali trả lời nói coi như có đi. Anong nhìn ra rằng con bé thực tế không hề tin. Sau đó đã thử làm một thuật thôi miên lên người của Mali. Trong lúc đó Mali cảm thấy tâm hồn của mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Đến tối thì cơn dị ứng của cô ta cũng trở nên dễ chịu hơn không ít. Anong nói với Mali, căn bệnh dị ứng của cô ta muốn có thể trị khỏi thì cần phải tin vào sức mạnh tâm linh. Sau đó Anong ra về, Mali còn ra tận cửa để tiễn cô ta và tiện thể hỏi con trai cô ta có ở trong phòng không. Trước giờ chưa từng thấy thằng bé qua cửa sổ. Mặt Anong bắt đầu biến sắc, nghiêm túc trả lời tất nhiên là có rồi. Nói xong thì lập tức quay lưng bỏ đi. Trước khi đi cô ta còn nhìn về phía căn phòng của đứa con trai mình. Lúc đến tổ chức vui vẻ, mọi người đều đang tập luyện để tăng cường sức mạnh tâm linh. Nhưng Anong không được tập trung cho lắm, trong lòng dần dần lại xuất hiện ra nhiều rắc rối. 5 năm trước, tính tình của Anong vô cùng cọc cằn, còn rất nghiêm khắc với con trai mình. Chỉ cần thành tích học tập có chút đi xuống thì nhất định sẽ bị Anong chửi mắng và đánh cho một trận. Nhưng may là có ba của thằng bé ở bên bảo vệ. Có một lần con trai cô ta tự nhốt mình trong phòng để chơi game. Anong lại một lần nữa nổi trận lôi đình, người chồng ngồi kế bên cầm súng khuyên cô ta vài ba câu, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này Anong phát hiện trong ba lo của chồng mình có đồ lót của phụ nữ. Hơn nữa còn nhìn thấy những tấm hình mà chồng chụp với người khác trong máy ảnh. Hết giận này đến giận khác, cô ta bắt đầu điên lên rồi xảy ra xung đột với chồng. Sau đó cô ta bị xô ngã xuống đất. Đứa con trai ở phía trên nằm nhìn ba mẹ mình đang xô xát lẫn nhau. Sau đó ba nó dọn đồ định bỏ đi. Anong bắt đầu cầm súng lên chĩa vào người ông ta và nói phải ở lại đây sống với mình mới được. Sau đó bằn một tiếng quay trở lại với hiện tại. Anong rơi vài giọt nước mắt hối hận. Bên này Mali vô tình phát hiện mẹ mình sớm đã bị sa thải. Sau đó cô ta còn thấy nhưng đơn thuốc có giá vô cùng đắt. Cô ta cảm thấy có thể là mình đã làm cho mẹ mệt mỏi, thế nên cô ta quyết định kết thúc sinh mạng của mình. Trước lúc cô ta ra tay, tiếng của một con mèo kêu lên bên ngoài cửa đã làm cho cô ta chú ý đến. Một con mèo đen trên mình có mang một chiếc túi ni lông. Mali quyết định ra ngoài để giúp nó. Không ngờ con mèo này đã đi đến nhà của Anong. Lúc này Anong đang bận giúp khách tìm đĩa CD, nhưng khi nhìn xuống thì lại nhìn thấy gương mặt của chồng mình. Quá hoảng sợ nên cô ta lập tức chạy về nhà. Sau khi đi đến cửa thì cô ta cảm giác rằng chồng mình vẫn còn đang đi theo, nên vội vã mở cửa chạy vào nhà. Lúc này Mali trong nhà đang trốn ở trên cầu thang và nhìn thấy được tất cả. Chồng Anong cùng theo bà ta vào nhà. Anong còn nói rằng anh đã chết rồi thì đừng có đến mà phá tôi nữa. Nhưng ông ta hoàn toàn không hiểu Anong đang nói gì. Tôi vẫn chưa chết, người chết là con trai của chúng ta. Thì ra năm đó lúc Anong và chồng mình xảy ra tranh chấp thì còi súng của cô ta đã lạc hướng đi lên trần nhà. Lúc này đứa con trai đang từ phía trên nhìn xuống xem. Anong vì quá tức giận nên đã bóp cò và bắn trúng vào phần giữa lông mày của con trai mình. Từ đó về sau Anong mắc phải căn bệnh thất tâm. Cô ta cho rằng con trai mình vẫn chưa chết, chỉ là nó không muốn ra ngoài cho người khác thấy mà thôi. Vì muốn làm cho Anong thức tỉnh lại, chồng cô ta đã xông lên lầu để mở cửa phòng con trai ra. Mali nhân cơ hội này đã trốn vào nhà vệ sinh. Cứ tưởng không có thứ gì bên trong phòng, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một con quái vật đang ngồi chơi trước máy tính. Sao có thể được chứ? Người chồng đứng hình mất 5 giây. Nhân lúc ông ta đang hoảng loạn, Anong đã dùng tờ giấy trong tay cắt đứt cổ của chồng mình. Nhưng sau đó Anong cũng bị ông ta xô té ngã xuống cầu thang và nằm bất động. Lúc này đứa con trai của họ bước ra. Trong mắt của Anong, thằng bé lúc này vẫn là một đứa trẻ dễ thương và tràn đầy sức sống như ngày nào. Nhưng trong mắt của Mali thì người đứng ở đó thật sự là một con quái vật ốm xanh xao và khô cằn. Mali bước ra khỏi nhà vệ sinh, không ngờ con quái vật kia quay đầu lại và nhìn thấy cô ta. Cô ta lập tức chạy trốn vào phòng, lần theo những cái lỗ trên trần nhà rồi leo lên mái nhà. Nhưng con quái vật này tuyệt đối không dễ dàng tha cho Mali. Nó không ngừng đập nát mái nhà, cuối cùng thì cô ta trụ không vững nên đã dần rớt xuống.
Những mảnh vỡ bên trên rơi xuống cứa thẳng vào tim gan của A Nong. Mặc dù như thế nhưng cô ta vẫn sống. Trong mắt cô ta chỉ có con trai. Cho đến khi con quái vật kia bị cứa trúng thì cô ta mới chịu nhắm mắt buông tay, chút hơi thở cuối cùng. Cảnh quay được chuyển đến một bệnh viện tâm thần. Tổ chức vui vẻ đó chính là ở đây. Chỉ là lần này người lên sàn để thôi miên chính là một cô gái. Nhìn thế này các bạn sẽ nghĩ đây là Mali, nhưng đến khi lột mặt ra thì không sai, chính là đứa con trai của A Nong. Tại sao thằng bé lại ở đây? Bởi vì A Nong lúc nào cũng cho rằng con trai mình hoàn toàn chưa chết. Có còn nhớ đến sức mạnh của tâm linh không? Mọi thứ tốt đẹp trước đó đều là do sự tưởng tượng của sức mạnh tâm linh mà ra. Có vẻ đứa con trai 5 năm chưa ra khỏi phòng đã chết, nhưng thực tế A Nong muốn mình chết ở trong ký ức đó. Bởi vì 5 năm trước, con trai A Nong thật sự đã chết dưới phát súng của cô ta. Nhưng vì quá tiếc thương con, nên A Nong không cách nào chấp nhận việc thằng bé đã chết. Cho nên cô ta mới lợi dụng sức mạnh của tâm linh, biến bản thân thành mẹ của Mali, và biến Mali thành con trai của mình. Như vậy thì bọn họ có thể tiếp tục đoạn tình cảm mẹ con chưa hoàn thành trước đó. Bộ phim kết thúc ở ánh mắt ấm áp, tươi tắn của A Nong. Bộ phim đã mang đến cho chúng ta một góc nhìn mới hơn về tình mẹ. Cho dù sinh tử cách biệt, cũng không ngăn được tình yêu của người mẹ dành cho con mình. Trong lòng của A Nong, sinh mạng của con trai hoàn toàn là bất tử. Nhưng nó cũng phản ánh lên những vấn đề tồn tại trong các gia đình hiện nay. Ba mẹ thường xuyên không thể giao tiếp với con cái một cách thường xuyên. Nếu như con cái có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ba mẹ nhiều hơn, ba mẹ có thể tha thứ cho sự chưa trưởng thành của con cái nhiều hơn, thì có thể kết cuộc sẽ không đau thương như vậy. Được rồi, phim lần này đến đây là hết. Nếu thấy thích thì đừng quên bấm like và follow nhé.